Ngày 4 tháng 3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko cho biết lực lượng vũ trang Nga đang hỗ trợ người dân. Các binh sĩ Nga đã giao số thực phẩm và số thuốc men theo yêu cầu của chính quyền Kherson. Theo đó, quan chức quân đội Nga nhấn mạnh toàn bộ số hàng nhân đạo đã được chuyển đến tận tay người dân địa phương. Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho những người dân Ukraine cần trợ giúp. Trước đó, chỉ sau vài ngày giao tranh, lực lượng Nga hôm ngày 2 tháng 3 đã tiến vào khê sông, thành phố lớn đầu tiên tại Ukraine mà họ kiểm soát được. Thị trưởng khê sông Igor Koli Khayev cho biết, một nhóm binh sĩ Nga vũ trang đã vào tòa thị chính, thông báo với ông rằng họ sẽ thiết lập một chính quyền mới tương tự chính quyền hai vùng ly khai ở miền đông Ukraine. Ông Kolivkaya đã đăng lên Facebook rằng quân đội Ukraine không còn ở trong thành phố và người dân cần thực thi chỉ thị của những người có vũ trang. Ông chỉ quan tâm đến cuộc sống bình thường của thành phố và ông chỉ yêu cầu Nga không nổ súng vào người dân. Theo đó, khơi sông là thành phố có tầm quan trọng chiến lược trên cửa ngõ ra biển đen của Ukraine. Việc khơi sông thất thủ có thể là một bước ngoặt trong cuộc xung đột đánh dấu thành phố lớn đầu tiên của Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga kiểm soát được khơi sông lực lượng nga sẽ có bàn đạp tiến sang phía tây để tấn công odessa thành phố có giá trị chiến lược cao hơn